Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn xem một số là linh kiện phụ tùng ở trong cái hộp số của máy cắt DC70 các bạn. Ở đây là mình xin giới thiệu cho các bạn xem là một cái nhông 3 tầng trong hộp số 70. Xin báo giá trực tiếp luôn. Cái giá của nó là 350.000 các bạn. Đó là cái nhông 3 tầng trong hộp số là DC70 các bạn. À, đây là cái phần nhông các bạn. À. Anh em về lắp vô là sử dụng chỉ có 350.000. Dạ đây các bạn, đây là trục DC70 hộp số có phè các bạn. Cái giá là 125.000. Đây, anh em về lắp vô là sử dụng các bạn. Đây. Ha. Đây là trục có phè. Đó, còn đây là cái trục DC70 trục không phè các bạn. Là cái giá là 115.000. Ha các bạn. Cái giá là 115.000. Anh em cần thì alo lắp vô là sử dụng các bạn. Những cái món đồ ở đây bán là bảo hành 1 tháng. Và đây các bạn, đây là cái bộ bánh răng đảo chiều của DC70 là cái giá là 550 các bạn nguyên bộ ha. Còn một cái là bao nhiêu? 280.000. Một cái là 280.000, một cái như vậy là 280.000. Còn nguyên bộ này là 550 các bạn. Đó. Nguyên bộ 550 của DC70, nguyên bộ như thế này. Đó, anh em cần thì alo ha, lắp vô là sử dụng. Những cái món đồ ở đây thì bán ra thị trường là bảo hành 1 tháng ha. Anh em xem nè, cái đồ rất là ok ha. Không chê gì chỗ nào được các bạn. Đó, bên trong nè, bên trong nó có cái lớp bạc thau ở trong ha. Để nó mài mòn cho nó được. Chống mài mòn các bạn. Để cho nhớt nó vô trong. Đó. Và đây các bạn, đây là cái bộ chuyển hướng của DC70 là cái giá là 1.550.000. Cái bộ chuyển hướng của DC70 là cái giá là 1.550.000 các bạn. Anh em cần thì alo lắp vô là sử dụng các bạn. Những sản phẩm bên mình thì bán ra thị trường những sản phẩm như thế này là bảo hành 1 tháng. Đây các bạn, đây là cái nhông răng 14 răng trong hộp số HST phải không? Đó. Là 120.000 các bạn. Giá 120.000. Cái nhông 14 răng trong hộp số của HST ha. Các bạn. Đó. 120.000, anh em mua về là lắp vô sử dụng ha. Đó. Bảo hành 1 tháng. Các bạn. Đây các bạn, đây là cái nhông 14 răng HST của DC70 là 125.000 các bạn. 125.000. Anh em cần thì alo, mình mua về là lắp vô là sử dụng ha. Bảo hành 1 tháng ha. Cái này và đây là cái răng 16 răng của DC70 nè. Đây là cái răng hộp số DC70 16 răng đó. Là 130.000 các bạn đó. Cái giá là 130.000. Những cái nhông như thế này thì bên mình bán ra thị trường là bảo hành 1 tháng ha. Đó. Anh em cần thì alo các bạn. Đây các bạn, đây là cái nhông trong hộp số DC70 là 19 răng ha, là 130.000 các bạn. Đó. Anh em cần thì alo các bạn. Đó. Những cái nhông như thế này thì bán ra thị trường là bảo hành 1 tháng. Đó. Thì anh em cần thì lắp vô là sử dụng. Các bạn, đây là cái bánh răng trong hộp số 70 là 23 răng ha. Là 135.000 các bạn. Anh em cần thì alo lắp vô là sử dụng ha. Hàng bên mình có sẵn các bạn. Đó, bảo hành cho anh em là 1 tháng. Ở đây các bạn, là cái nhông trong hộp số DC70 là 26 găng là 140.000 các bạn. Anh em cần thì alo lắp vô là sử dụng ha.
Đây, đây là các linh kiện của bên mình ha. Đó, trong hoàn toàn trong hộp số của 70 là mình có sẵn ha bạn. Báo giá trực tiếp là các máu này là có sẵn. Có hấp tề ngắn. Cứ để vậy là để vậy đi. Có hấp tề ngắn của 70. HST ngắn nè. Chục HST 70 ngắn. Chục HST 70 ngắn. Là bao nhiêu? 160. 160 ngàn. Chục HST DC 70 ngắn là 160 ngàn. Còn đây là dài. Để lưu cho các khách biết không? Đây là chục HST dài 70. 70 là 170 ngàn. Chục HST dài là của 70 là 170 ngàn. Ngắn thì 160, còn dài là 170. Rồi còn gì nữa không anh? Đây chụp đảo chiều, cứ để luôn nha. Đây là chụp đảo chiều. Chụp đảo chiều là bao nhiêu? 70. Chụp đảo chiều DC 70 là bao nhiêu tiền? 140 ngàn hả? Chụp đảo chiều là 140 ngàn các bạn. Đó. Đây là chụp đảo chiều. Đúng. Rồi, đây luôn. Này, chụp nói. Chục nói, chục 70. Chục nói DC 70 này là bao nhiêu? 75. 75 ngàn. Cái chục nói này là 75 ngàn các bạn. Đây có lau quết, rồi có lập lâm trên đầu này, nó có cái ốc dặn vô các bạn. Đó. Dặn ha. Rồi đây cấp nói. Cấp nói này. Cấp nói HST. Cấp nói 45 ngàn. Cấp nói HST là 45 ngàn anh ha. Cấp nói là nói ở đây anh ha. Là 45 ngàn cho khách này ha bạn. Anh em cần thì alo, những món đồ ở đây thì mình bán là bảo hành 1 tháng ha. Đó. Anh em cần thì alo, lắp vô là sử dụng ha bạn. Đây, đây là linh kiện phụ tùng của hộp số DC 70 ha bạn.